天哪里去。上哪个？对对。Im. Nó dính ở đâu rồi? Đây. Xin chạy cho con. Trời ơi. Thế mà còn kêu đau. Tao giải mài cắt đi nhá. Con trẻ chưa mà. Rồi chưa má. Thế lúc bảo đói, có đói không? Thế lúc này bảo đói. Nếu không đói em đi. Con bên này đi tìm thịt chả đi bán nhỉ. Đi lắm. Đi tìm hoa quả bán lắm. Con lấy vui. Mẹ con lại xuống dao với mẹ ơi. Mẹ còn không mang dao gì. Con lấy quả này nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con lấy lên cho là nó ấy nhá, nó thối ấy. Ta bí vô để đây một thứ con để tới phù hợp nhá. Ừ, quả chín mới lấy nhá. Con nặng không? Không. Nặng thì bỏ xuống. Nặng mà. Ây da. Mẹ ơi, quả này to không? Ơi, con lấy đi đổ vùi kia mẹ. Con hái dưa bở. Hái dưa bở á? Ờ. Thế hái gì đấy? Con hổ đấy. Mẹ đổ đi. Ờ, từ từ thôi, tí nó rậm hết á. Hết á? Ừ, rậm hết là không nên ăn, bán họ không lấy đâu. Mẹ đi hái mẹ cả con đi hái. Bạn này hương tròn bé bé. Bạn này to đủ. Vùi đấy, cắt đi con.
cả lên. Nặng thế con lấy nhiều ấy. Có vui được không? Có vui được lấy về cho mẹ không? Cho mẹ mua hai quả. Thank you.
lên bạn rồi. Mà để cốp đã thu áo đó đi rồi ngay. Trời ơi, gần nữa. Ồ, ngon thật bác rồi. Bướm của đây. Đây, đeo chuẩn bị thức báo này mấy ơi. Dạ, 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 đỉnh nó đỉnh cái cả. Như hồi tới thì ai chẳng biết sao. Hồi này chẳng nó chạy qua đấy. Ô bà, bác bé sao? Nó tỏ như tủ hết rồi. Thank you.
Mấy hôm đi học men biết được ăn chứ, trẻ con không được cầm tiền đâu. Để cầm nhá. Bầm bầm thế nào? Có xinh không? Con lấy mẹ này. Con lấy không? Con lấy mẹ bầm nhá. Con thử đi. Con bầm đi. Của con mà. Của mẹ đâu? Của mẹ vòng đây. Xấu như thế này hả Nam mới nhìn á? Đây đây. Sao chị đấy cho con đeo thử? Con đeo thử á? Cho con đeo cái này. Có biết đeo không? Có. Đây. Kẹp lên trên. Kéo lên. Kéo lên này,
kéo. Ô. Đây. Rồi. Đây. Hả? Để đi nấu cơm nhá. Con đi nấu cơm đi. Bỏ tay xuống. Con đi hái rau rền hay rau gì? Rau muống. Rau muống chưa nên ăn đâu mà. Ngán lắm. Hái rau rền nấu canh thôi. Nấu cá xong con đi lấy rượu về. Rửa được dao chưa? Dao ạ. Rửa dao thì dao á. Rửa danh đấy. Con rửa mấy lần rồi? Rửa hai lần rồi á. Để đây tí nữa. Lên rồi. Đói lắm à? Con làm gì ấy? Dạ ớt. Thank you.
xem nào. Cho một tí mỡ vào này. Dầu ấy. Mỡ trong cái hộp đấy á. Ô, con cho muối vào nhiều chưa? Đây, cho mẹ đi để chưa? Rồi. Lấy cái đồ đi rửa đi. Con đi một bẻ lấy một vào. À mẹ ơi nè. Đi đấy. Con hồ mẹ đầy đố đi rửa này. Lúc này mẹ quên đi rửa. Mẹ cái xô. Con thở lấy xô cỡ. Lấy mỡ cái này. Bắt bên kia. Con làm hết rồi. Mới vào chứ. Nó mới nát được chứ. Lên mẹ làm cho. Làm như thế này này. Quá nhiều rồi nhỉ. Cơm cho tao ạ.
cái đậu cá con bé đậu cá không mẹ. Để đi. Con mẹ ở dưới có đố này. Để cho đưa thịt nó. Cho một tí thịt nó. Cho nó đưa vào. Mày, mày. Đây. Đói lắm rồi. Ê. Thì đây. Ôi, con sấy được cơm như thế này, ô. Sấy như thế này chứ. Được chưa? Ăn cơm đi. Con nhìn thấy không? Đèn trường nhá. Đúng không? Con không? Con không sống ngang như vậy. Đố ngọt đi. Thank you.